sự khác biệt giữa u lành, ác tính. Bình thường, mỗi tế bào cũng có một tuổi thọ nhất định. Sau một số chu kỳ sinh sản, hoạt động theo chức năng, tế bào đi vào quy trình chết định sẵn. Nếu một tế bào già chết đi, một tế bào non ra đời, thay thế cả vị trí trong không gian và chức năng, khi đó không xuất hiện khối u. Một số trường hợp, tế bào già không chết đi, tế bào mới vẫn được sinh ra, có chức năng như tế bào sinh ra nó, gọi là biệt hóa. Khi đó khối u lành xuất hiện là kết quả của quá trình đột biến gen trong u lành. Khối u trong bệnh ung thư còn gọi là các khối u ác tính, không chỉ lớn lên về kích thước mà còn tạo thành các rễ cắm vào khu vực xung quanh, phá hoại các vùng này. Người bệnh khi được chẩn đoán có khối u, bước đầu tiên, bác sĩ sẽ tìm hiểu đó là u lành tính hay ác tính. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch điều trị. Đây là đặc điểm của khối u lành hoặc ác tính. Đặc điểm khối u lành tính. Khối u lành tính ít đáng lo ngại, ngoại trừ nó ấn vào các mô, dây thần kinh hoặc mạch máu gần đó gây tổn thương. Các tế bào có xu hướng không lan rộng, hầu hết tăng trưởng chậm, không tiết ra hormone hoặc các chất khác, một ngoại lệ, pheochromocytomas của tuyến thượng thận. Ít có khả năng tái phát nếu được loại bỏ, xạ trị, hóa trị. Đặc điểm khối u ác tính. Khối u ác tính tạo thành từ các tế bào ung thư có thể xâm lấn các mô lân cận. Một số tế bào ung thư có thể di chuyển vào máu, các hạch bạch huyết, lan sang các mô khác trong cơ thể. Ung thư có thể xảy ra bất cứ nơi nào trong cơ thể, bao gồm vú, ruột, phổi, cơ quan sinh sản, máu và da. Ví dụ, ung thư vú bắt đầu trong mô vú, có thể lan đến các hạch bạch huyết ở nách nếu không phát hiện sớm điều trị. Khi ung thư vú lan đến các hạch bạch huyết, các tế bào ung thư có thể di chuyển đến các khu vực khác của cơ thể như gan hoặc xương. Các tế bào ung thư phát triển nhanh, có thể tái phát sau khi loại bỏ. Các tế bào có nhiễm sắc thể và DNA có thể có hình dạng bất thường. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể xác định khối u chính xác như siêu âm, chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính. Nhưng để xác định chính xác tế bào ung thư hay tế bào lành tính thì cần sinh thiết sử dụng phương pháp hóa mô miễn dịch. Khối u ác tính có thể lây lan nhanh chóng nên việc điều trị triệt để rất khó khăn, tỷ lệ tái phát cao nếu như phát hiện muộn. Việc điều trị không kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao trên thế giới. Nếu bác sĩ chẩn đoán người bệnh có khối u ác tính, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị dựa trên giai đoạn bệnh. Ung thư ở giai đoạn đầu chưa lan rộng, giai đoạn sau lan sang nhiều vùng trên cơ thể. Nếu bạn đã được chẩn đoán có khối u lành tính, bác sĩ có thể đề nghị quan sát, loại bỏ vì mục đích thẩm mỹ hoặc sức khỏe. Ví dụ, khối u có thể làm tổn hại đến một cơ quan trong cơ thể. Nutrifocaden. Nutrifocaden là thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam với thành phần Fucoden chiết xuất 100% từ tảo nâu Mozuko, vùng nước lạnh nguyên sơ Okinawa, Nhật Bản. Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các tác nhân gây ung bướu, ngăn ngừa hình thành tế bào và sự di căn tái phát của ung thư. Beta-glucan chiết xuất từ 9 loại nấm của Nhật làm tăng sức mạnh của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể có sức đề kháng tốt, chống chọi với các loại virus, vi khuẩn có hại. Hai hoạt chất Fucoden và beta-glucan kết hợp với gạo lứt huyết rồng nảy mầm và các loại hạt như đậu đen, đậu đỏ, đậu Hà Lan, mè đen, hạt kê, tuân thủ theo triết lý cân bằng âm dương của Osaka, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Để biết thông tin về sản phẩm, các bạn có thể gọi đến số 0866-205-833 để được tư vấn về sản phẩm miễn phí.